Con trời ơi, 7 mạng quýnh 9 mạng chết queo tại chỗ chứ dành Hellcrate.
cái màn hình like cũng chết. Mất máu ghê vậy. Bút đi. Hiểu đâu. Mày không có hiểu đâu. Argus. Nó quấn cái gì, nó quấn gì đó. Nhưng mà nó quấn theo quấn như auto chat vậy em biết không? Nhưng mà quấn theo, nó quấn theo như auto chat vậy á. Quấn theo như cái cờ vậy đó. Anh chị bị xếp cờ ra lính đó luôn. Anh chị Liên Quân đi. Liên Quân mà xếp cờ ra quấn như thế là được rồi. Nó là 9 ô, tao 7 ô và tao giết nó. Tiếp lại đội hình là chết. Chơi gì? Ôi, tiếp lại hình giúp mạnh dưới là. Double kill. Mạnh gì cũng chết. Cái gì? Lại là hạt cùng chết. Phí hết tiền luôn vì cùng chết. Argus. Em còn nghi ngô ấy. Cho em lại tao em ship đợi hình đi. Bao em ship không á. Rồi sẽ tỉ rồi. Ship đợi hình đi. Đấy là coi ra được cái gì. Trời ơi cũng chết rồi con. Để đây tao chết. Bút 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 b
bắt cái gì. Có hiệp cuối cùng rồi, để lỗi tay nói chuyện. Tôi còn 4 béo, tôi còn 20 béo, tôi còn gì. Trời ơi. Mình chết đi còn cái hiệp cuối cùng mình chết đi. Mình sẽ gặp từng đầu từng thằng mình chết đi. Ê, cái lượng này sao không ai coi rồi. Quê, chết mẹ nha. Anh chị em cày quá phải không? Mấy em cày lắm. Bum tình anh cày lắm. Tinh, 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 tinh